Đây đây, mình tiến hành mình sửa cái quạt quạt này của Mitsubishi. Thì hiện tại là cắm điện vào nó đang đây, mình cắm điện rồi. Thử điều khiển nó không chạy. Tuy nhiên là cái thử bấm này nó không chạy. Một cái điều khiển của mình thì bây giờ không biết đâu rồi. Rồi, thì mình sẽ tháo ra xem như nào. Đây thì vừa mình dùng thử điện thoại mình điều khiển nó cũng không chạy, nó không 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 nhận không nhận tín hiệu để những cái đèn này sáng ấy. Khả năng là cái này bị mạch mạch đang có vấn đề rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo này ra. Đây con này của mình nhé, hiện tại là cái tụ à cái con IC dao động nguồn này, nổ này, cái bộ nguồn này, cái tụ này, các bạn nhìn thấy không, nó bị phồng này đấy, và con trở nhiệt này đang bị lổ rồi, còn mấy con chi ắc này thì không biết là như nào. Đấy thì con này chắc chắn là mình sẽ phải nhổ cái chất này ra để mình sửa riêng chứ không thể để trên mạch này mà làm được. Đấy. Không phải con này là bị tương đối nặng đấy. Rồi, con này thì bây giờ là mình sẽ tháo hẳn ra. Đây cái mạch sau khi mình tháo ra đây nhé, thì hiện tại là các bạn nhìn này, con IC này bị lứt đôi rồi này, lứt. Con LTC này cháy này, cháy lổ này, con tụ này cũng bị phồng này, con tụ này bị phồng, con cầu chì này mình đo thử xem nó đứt chưa nhé, con này là học lặng phết đấy. Đo thử con cầu chì này. À, đo cầu chì xem. Cầu chì vẫn còn nhé các bạn nhé, cầu chì này chưa 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 cháy này, không hiểu sao mà nó lại bị kiểu gì mà nó lại nổ ra cả cái con kia mà cầu chì không đứt, cầu chì còn nguyên này, cầu chì còn nguyên. À, bây giờ là mình sẽ xem con IC này là con gì, này phải để các bạn lại phải đặt đặt con IC, con tụ này thì không sao này. Còn mấy con chiếc này thì tức là bây giờ phải sửa xong cái phần nguồn này, nó chạy trước, chạy xong phần nguồn rồi thì bắt đầu nó mới sửa đến cái con chiếc này được. Đấy, thì xem là chiếc có sao hay không. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ mạch qua một chút, mạch thì tương đối đẹp. Ok, để mình khảo sát cái khối này ấy. Nổ lặng quá. Đấy, bạn thấy IC lứt luôn này, con tụ được phồng này, nổ với con này là con LTC thì phải, con trở nhiệt này. Đây mình đã vẽ lại cái phần nguồn của cái quạt Mitsubishi nhé. Thì cái đầu tiên là cái nguồn điện áp vào này, 220 vào này, qua cầu chì thì cầu chì hiện tại không đứt này. Đấy, cầu chì này nó sẽ nối thẳng với cả mát mát của nguồn luôn. Đấy thì sau đấy nó qua một con bảo vệ có áp này, con trở 20 và qua con tụ cái phần này lọc nhiễu này. Sau đấy nó đi qua con LTC này và qua con diode này. Đấy thì cái con này là đang nổ đây. Con này đang nổ tung tung rồi. Đấy và qua cái phần này. Sau đấy là đưa vào hai tụ đầu nguồn và qua một cuộn dây nó đưa vào chân 5 của con IC là LK304PL này. Đấy, và những cái sơ đồ nó như này. Thế tuy nhiên thì cái này mình vừa khảo sát đấy, nó có con này nó lổ lổ tung rồi này, cái tủ lọc đầu nguồn đầu vào này cũng bị lổ bị phù rồi, con LTC này chết này. Đấy thì khả năng là mình sẽ không thay con này nữa. À, bây giờ là cái mạch của mình đây. Đấy, thì mình đang thử test thử là mình dùng cái nguồn cấp. Đây là cái nguồn 5V nhé, nguồn 5V này,
Đấy, thì sau đầu ra mình đã cấp vào đây và bấm thử nó hoạt động nó chạy rồi này. Đấy. Tất cả những cái phím này đều ok rồi. Đấy. Tắt này, bật này, ok. Đấy. Thì chuông kêu nhé. Đấy. Thì cái phần nguồn này mình sẽ bỏ luôn này, mình sẽ bỏ luôn phần này, mình sẽ hút hết cái phần này ra. Sau đấy là mình sẽ dùng một cái nguồn câu, một cái nguồn ngoài khoảng 12V. 12V thì sau đấy là mình sẽ hạ áp nó xuống còn 5V thôi. 5V thì đây 5V mình sẽ câu vào trực tiếp. Có ở trên mạch này nó có hai cái chân là VSS và VDC. Đấy. Thì chỗ này nó có một con tụ lòng nguồn này, tụ lòng nguồn này thì mình đã câu vào cái phần chỗ con tụ lòng nguồn này rồi. Thì cái điện áp 5V dương thì vào nối vào chân VDC, còn âm thì vào VSS. Đây là nguồn 5V nhé. Thế thì trên cái này mình sẽ lấy một cái nguồn 12V, tức là 12V từ một cái có thể là cái adapter đấy. Thế sau đấy mình cấp 12V ở đây và dùng qua con 7805 để mình cấp 5V cho cái này. Và lúc này mình sẽ bỏ luôn cái phần này đi. Bỏ luôn cái phần nguồn nguồn đầu vào. Cái này bỏ con IC này, bỏ tất cả cái cụm mình đi, bỏ hết cái cụm mình đi. Trên cái này thì nó dùng một cái con nó dùng cái này chính là mát này, tức là một cái dây AC ấy, sau cầu chì thì nó sẽ là mát luôn. Và cái mát này thì nó sẽ được đưa về, nó điều khiển đây, nó đưa về phần con chiác này đây, đưa vào chân mát của con chiác này luôn. Đấy. Để đóng mở. Đấy, thì hiện tại là mình đang câu nguồn 5V đấy nó chạy rồi, thì bây giờ mình sẽ cấp. Hôm nay mình xem thử đây nhé, chỗ này nó dùng con pick này 16F1518 thì con này 28 chân. Thì mình đo thử là chân 8 và chân 19 thì nó chính là nối đất này, còn chân 20 thì nó chính là cái nguồn cung cấp. Và cái con pick này nó chỉ làm việc từ 1,8V cho đến tối đa là 5,5V thôi. Chính vì vậy là mình không thể cấp 12V trực tiếp vào cho con này nó chạy được. Đấy. Bây giờ là mình sẽ dùng con 7805, tức là mình sẽ kiếm nguồn 12V hoặc 9V xong qua 7805 để nuôi cho con này. Nuôi cho con này điều khiển để ra cái phần chiác này, để đóng mở những cái con chiác này. Thì khả năng là giải quyết theo hướng đấy, hoặc là nếu không thì có thể mình mua cái mạch khác mình thay. Nhưng mà đều mình sẽ để mai mình chế cái phần đấy, mình cho mình sẽ lắp ghép tiếp vào đây. Đó, bây giờ đi ngủ đây. Đây, đối với cái này ấy, thì bây giờ là mình không tìm được con tìm con IC này mua để phải đặt hàng mất thời gian. Nhưng mà đối với cái mạch này là mạch xịn nhé, mình tham khảo một số cái mạch của Trung Quốc ấy là nó không dùng con này đâu, mà nó sẽ dùng hạ áp trực tiếp. Thì bây giờ là mình sẽ đấu cái dạng này, mình sẽ dùng tụ vào điện trở mình hạ áp, sau đấy là qua một con trở này để nó sụt áp bớt đi hạn dòng, và qua con diode này để tạo ra cái điện một chiều đây khoảng hơn 3V. Hơn 3V thì sau đấy là cái đầu này sẽ câu vào cái đầu chỗ con 10 mi này để cho nó chạy. Thì bây giờ là tạm thời là những cái linh kiện mà hỏng ấy, ví dụ như con trở này hỏng này, à con tụ này hỏng này, cái IC hỏng này, con LTC hỏng này, thì mình sẽ bỏ hết cái cụm này đi, bỏ hết cái cụm này đi, và mình sẽ đấu luôn cái nguồn từ đây để hạ áp trực tiếp, cho thêm cái phần mạch hạ áp trực tiếp này vào. Đấy, đầu tiên là mình sẽ hút con IC ra. Bây giờ hút con IC ra không, để hút con IC ra xong đấy rồi thì mình sẽ sửa lại cái mạch này cho nó thành hạ áp trực tiếp thủ tụ nhé. Thử này phát xem nó ok không đấy. Còn nếu mà không, các bạn có cái nguồn 12V ấy, nguồn 5V hoặc 12V ấy, thì các bạn có thể làm giống như của mình hôm qua ấy, thì cũng ok, các bạn câu 5V mà nó chạy thôi. Đấy, đầu tiên là con IC này, các bạn thấy nó lổ banh bét này, lổ lứt đôi con IC luôn đấy. Đấy, con IC này mình sẽ bỏ này. Tiếp theo là con tụ này bị phồng này, tụ này phồng mình bỏ này. Đây là hút luôn con tụ ra.
của tàu ấy hình như nó chỉ có mấy chục nghìn đấy các bạn. Máy đấy thì về cơ bản là các bạn có thể mua về thay cũng được. Tuy nhiên là mình thấy cái hàng xịn của nó dùng chắc nó sẽ vẫn ổn định hơn. Với cả bây giờ nếu mà đặt hàng thì phải đợi. Nên là mình chẳng muốn đợi con đấy này, con tụ đấy. Con tụ này cũng bị phồng hết này. Đấy. Phồng lên trên rồi. Còn một con này vẫn còn thì thôi mình để nguyên này, con NTC này cháy này. Thì đây mình cũng tháo luôn con này ra, chờ nhiệt. Mạch này bắt buộc phải chế thì mới lại dùng được. Thì sau đấy là mình sẽ chế lại. Đây, con này nổ này. Đấy, tạm thời là mấy linh kiện đấy là đang chết. Còn cái đống này thì mình chưa kiểm tra được nhé. Bởi vì cái đống này, cái bọn chi ắc này là phải khi nào cái phần này nó chạy rồi thì mới làm mấy con chi ắc. Cuộn dây này không dùng đến thì có thể là bỏ ra cũng được, bỏ luôn. Có một cái cuộn dây này. Bỏ luôn cuộn dây đi. Để chế lại cái phần mạch này. Nói chung là cái mạch hạ áp trực tiếp ấy thì về cơ bản cũng ok thôi, không vấn đề đâu các bạn. Mình thấy nó cũng ít linh kiện mà làm nó nhanh. Con này nó chỉ nuôi cho mỗi con vi xử lý thôi, nên là với cả phần hiển thị nên là nó không cần một công suất lớn. Thì mình có thể dùng hạ áp trực tiếp được. Sửa cái đấy thì nó dễ hơn. Đây, cuộn dây này. Cuộn dây tháo rồi. Tụ lọc đầu vào thì mình vẫn để nguyên này. Nếu mà không thì thay luôn tụ mấy con trở này đi. Để mình xem lại cái phần mạch này để làm thế nào nó dễ nhé. Đây có một con tụ con trở này. Đây bắt đầu mình gắp nhé. Bây giờ mình sẽ dùng một con trợ con tụ này. Con tụ này là 105 này, nối tiếp nối song song với một con trở 494. Thì mình hút hết con IC với cả con tụ này ra rồi. Đấy, bây giờ nó có không gian phần này. Thì mình để hai chân của chân N đi vào này. Đấy. Xong là ra đây thì nối sẽ nối sang bên này với con tụ này, con trở thì mình nối từ chân này sang chân này. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái diode ở chỗ này đi rồi nhá. Thì tí nữa mình sẽ hàn từ bên này sang bên này là coi như là nối song song con trở với con tụ là xong. Rồi, bởi vì đường mạch ở đây nó ăn bên đây. Thế sau đấy là đầu ra thì sẽ từ đợt này mình sẽ lại tiếp tục nhé. Mình sẽ bắt đầu hàn tiếp. Đầu tiên là mình sẽ hàn con tụ trước. Hàn tụ rồi, bây giờ hàn tiếp sang con trở này. Rồi bên này hàn bịt này nó đẹp. Vậy là con trở và con tụ này song song với nhau. Đấy. Đây là mình đã hàn xong con trở và con tụ. Hàn lại cái chân này tí. Rồi bây giờ mình sẽ phải có một cái cầu từ bên này sang này để nó nối hai cái chân vào với nhau. Lấy cái chân của con linh kiện này mình hàn nối ấy. Đấy, bây giờ mình có ít dây đồng nữa. Giờ mình sẽ hàn chân của con tụ với cả con tụ này và con trở cái đầu này, này cái đầu N vào để thành một khối để đấu tranh sau. Coi như được mạch luôn. Rồi bây giờ xong là cắt phần dây thừa đi.
Có kìm cắt nó không bắt đầu hả? Thêm cho nó ít thiếc cho nó chắc. Vậy là con tụ này và con chở này đã song song với nhau này, thì cái đầu ra nó ra tới đây rồi, ra đây. Đây mình đang hàn con phần LTC này, bỏ con diốt này, bỏ này. Đấy. Chân 6712 nối với nhau, thì bây giờ mình đã hàn song song một cái khối từ đây từ chỗ này nhá, phần này bỏ này, phần này bỏ này. Đấy, cuộn dây này bỏ này, thì bây giờ mình sẽ đấu, bắt đầu từ đấu từ đây này, nối một con tụ này và một con chở này song song như này, và mình đang hàn câu vào đây rồi, vào 67 và 12 rồi nhé. Con diode à, con IC này bỏ này, thế trên mạch có con tụ này không cần này, mình sẽ bỏ nó đi, bỏ con tụ đi này, rồi bỏ con tụ này đi. Bây giờ là mình sẽ phải nối một con chở nữa, con chở nữa sẽ ra phần ngoài, nối một con chở này, chở 22 ohm và 2W. Bây giờ mình sẽ xem trên mạch để mình nối con chở này nữa. Rồi các bạn là gần xong rồi các bạn ạ. Rồi bây giờ mình xem nối. Đây có một cái cầu lối này, cầu lối này, thì bây giờ mình sẽ bỏ cái cầu lối này đi, tháo bỏ cầu lối này đi này. Hơi nóng rồi, lấy cái phanh này mình kéo nó lên. Cầu lối nhá, cái này tí nữa sẽ phải cắt một ít đường mạch rồi. Đây nha, các bạn thấy là từ cái chân của con IC 12567 này, nó đi thẳng ra đây qua con đấy này luôn, cho nên là bây giờ mình sẽ phải cắt cái đường mạch này ra để nó không qua chỗ thằng phải cắt một ít cái đường mạch này ra để nó không nối với nhau này. Chỗ đường mạch chỗ này mình sẽ phải cắt bớt đi này, cắt đường mạch chỗ này nhá. Cắt rộng ra một tí. Đường mạch coi như là chỗ này mình đã cắt này. Để chắc chắn thì mình để đo ôm thông mạch xem là nó có thông ra đấy không. Đây, từ cái chỗ chân chung này nối ra ngoài. Đây, chỗ này. Đường mạch này kêu này, chỗ này kêu này, rồi sang đây là đứt rồi này. Đấy, vậy là bây giờ là mình sẽ hàn nối con chở này từ chỗ này ra chỗ cầu, chỗ cầu lối, thì xem là cho đầu trên hay đầu dưới để nó hợp lý hơn. Nếu mà để đầu dưới này, để đầu dưới như này đây,
Thì bây giờ mình sẽ hàn nối trực tiếp vào như này luôn này, bẻ này vào, hàn nối xa xa cái bên này, tức là con qua cụm này, qua con trở này, xong bắt đầu mới sang diode. Đấy, thì nó sang đến đầu này rồi, đầu này nó lại đang qua một con trở, qua một con trở thì mình sẽ bỏ con trở này đi, bỏ hai con trở này đi này, bỏ luôn hai con trở trên mạch này đi, cái này bây giờ không cần nữa. Con trở dán này đi luôn. Rồi, một con, còn một con trở dán nữa bên này, hai con trở dán này bỏ đi này. Đây là hàn mạch quái, đây là mình hàn luôn nhé. Xong qua con trở này, qua con trở này xuống đây, xuống đây thì nó sẽ xuống đây này. Bây giờ mình sẽ phải câu từ đầu này vào một cầu đầu một con diode ngược để nó nắn ra âm, âm nó lọc vào tụ luôn. Thì cái bây giờ mình sẽ phải xác định âm ở đây này, âm ở đây thì chỗ này của mình đang có hai con diode này, con này ngược từ đây này xuống, ở đây là âm tụ này, đây con diode này xuống đây là âm tụ, vậy là con này đang có một con, vậy là bây giờ mình chỉ cần hàn từ chân này, từ chân này xuống đây là xong. Đấy, từ đây này, từ đây ra đây, ra đây, ra đây cho nó lọc một con tụ này, xong rồi qua một con diode ngược này nắn xuống ra đây là âm này. Đấy, vậy là bây giờ mình sẽ hàn từ chân này sang chân này. Đây mình vừa cắt đường mạch ở chỗ này mà, mình vừa cắt đường mạch ở chỗ này này, thì bây giờ là mình chỉ cần hàn chập hai cái này vào nhau thôi, hàn chập hai này vào nhau là ok này. Đây, hàn chập hai cái này, hàn chập hai điểm này nhau cho nó ít cái dây đồng vào cho nó chắc. Nối đường mạch luôn. Cắt con cửa đi. Vợ vừa gọi xuống ăn cơm rồi. Đang lại xuống ăn cơm với vợ đấy. Chiều này mình sẽ test thử cái lốt. Đấy, từ cái đầu nó ra này, qua con này sang đây, sang đây mà là qua cuộn dây, cuộn dây này không cần nữa nhá, cuộn dây này không cần nữa này, sang đây ra đây là ra đầu của con diode này, nắn xuống đây ra âm này, từ con diode này nắn xuống đây ra âm nguồn này. Đấy, thôi mình đi ăn cơm ấy. Tiếp theo cái này thì mình bỏ lốt cái cuộn dây với con tụ đi nhá. Cái này nó dùng cho con IC. Đây, cuộn dây với cả con tụ chỗ này. Cuộn L2 và con C5 mình bỏ lốt này. Đấy thì bây giờ là mình sẽ cực dương của con tụ. Dương của con tụ ở đây. Dương của con tụ thì sẽ một con diode. Con diode nó sẽ nối với cái đầu con trở 2W là nắn là dương. Đây là một con diode này, đấu ngược này để ra âm của tụ này, còn cục dương đây, dương của con tụ nó đang lấy là dương của nguồn.
Đây, phần này mình xem lại. Tiếp theo là mình sẽ cắt một cái đoạn đường mạch nữa này đi này. Cắt một ít cái phần mạch này đi. Mình sẽ không đấu cái thằng mát này vào kia nữa. Bây giờ mình sẽ cắt này đi này, cắt xong rồi nhé. Bây giờ mình đo thử xem là nó không mạch hay không. Đo thử hai đầu này với nhau này, rồi bị ngắt rồi nhé. Đây mình đo đây là thông này, ngắt rồi này. Vậy là mình cắt xong. Bây giờ sẽ đấu một con diode Zener. Đấu một con diode Zener từ chân đấu theo chiều xuôi để vào dương nhé, dương đây, đấy, dương chỗ này. Thì bây giờ mình sẽ hút cái chân này ra. Sắp xong rồi các bạn, một chút nữa là xong đây. Bây giờ mình sẽ hút cái chân của con chỗ này ra này, đây là dương này, đấy, mình sẽ hút chân này ra. Bây giờ mình sẽ cắm một con Zener từ chân này sang chân này theo chiều xuôi, chân này sang chân đây, con Zener này mình cắm vào đây. Lấy cái gì dùi cho ra một chút. Rồi bây giờ mình hàn cái con Zener này vào. Một con diode ngược đấu sang âm này, con Zener này đấu thẳng từ cái đầu này sang đây là vào cực dương của tụ. Đây là cái tụ đầu nguồn nhé. Thì mình thường bỏ con D4 của nó đi này. Rồi, bây giờ có cơ bản là xong. Mình đã dùng xăng mình đánh sạch cái mạch này đi. Sau đấy rồi mình sẽ ghi điện để thử nhé. Để cho cái xăng này lau sạch nhé. Tan hết cái phần nhựa thông dính ở trên mạch đi. Vâng, cơ bản là đã xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành ghim điện để thử nhé. Đấy, khi mà mình chế này nó chỉ thêm mấy cái linh kiện này thôi. Hai con này, một con trở, một con diode này, thế là xong. Đấy. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái để mình cấp nguồn cho nó. Hàn lại cái dây cấp nguồn. Đây là mình đã hàn hai dây cấp nguồn rồi này. Đấy. Giờ sẽ cắm nguồn thử, nhưng mà trước khi thử là sẽ kiểm tra lại một lần nữa xem nó có chập cái gì không. Cắm thử nữa. Chập để sửa tiếp. Sáng đèn rồi.
Rồi, đây, bây giờ mình mặt mặt trước này được làm năng đó, có tiếng kêu rồi đấy. Mình mặt lên lên. Cắm điện. Chưa khẽ nữa nha bạn nhé. Đèn này sáng. Nhưng mà chưa khiển được. Rồi bây giờ giúp ra lại xem đo thử cái áp ấy. Đo thử trên hai đầu tụ xem là có điện áp bao nhiêu. Sẽ cấp nguồn lại này. Đo thử trên hai đầu tụ. Trên hai đầu tụ mình vừa đo thì có điện áp là 6,5V. Cái này mình quên nhé, cái phần này là các mạch chỗ này là các bạn không phải không 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 cắt ra nhé. Đấy, thì cái điện áp cái một chân là điều khiển này, nếu vào cái dãy dãy của con chiác này, sau đấy từ đây nó xích ra một đường là nó làm là thành dương nguồn luôn. Đấy, là tạo thành dương của cái nguồn một chiều ấy để nó đi thẳng vào cái con tụ lọc này, thì cái đường đường mạch này các bạn không cắt nhé. Đây, bây giờ mình thử này, ok rồi nhé. Đấy, mình kêu vào bíp rồi, bật này. Này, điều khiển là ok nhé. Đấy, tất cả nút là chạy hết rồi. Đấy, thì coi như là mình không phải thay IC. Đấy, bây giờ mình sẽ ráp vào quạt để mình thử xem là những cái kia nó sẽ chạy như nào. Đấy, số này. Chuông kêu, mọi thứ là ok rồi. Để mình thử đo thử xem là cái điện áp ở cái đầu này nó là bao nhiêu vôn nhé. Trên hai đầu tụ. Hai đầu tụ xem là bao nhiêu vôn này. Đấy, điện áp ở hai đầu tụ đây và đây. Cái VDD này. 4,3V các bạn ạ. 4,38V. Đấy thì cái phần này mình vừa cắt ra này. Bây giờ mình sẽ hàn lại cái phần này cho nó chắc này. Mình vừa đắp cái ấy vào nhưng mà mình sẽ dùng cái dây này để hàn lại. Xong rồi mình sẽ lắp vào kia để test thử em mà ok không nhé. Đây, sau khi mà hàn thì mình đã hàn xong rồi nhé. Trên này nó có ký hiệu các màu dây các thứ rồi, mình hàn theo đúng như thế. Thì mình đã hàn xong cái này. Chỗ này thì thôi, chắc là không cần vệ sinh lại nữa. Bây giờ là mình sẽ lắp cái hộp này, bọc để vào nó. Cái này lắp thì lắp, không lắp thì chả sao, cũng không sao các bạn. Tuy nhiên là nó có thì thôi, mình sẽ lắp nó lại. Cái này cũng là mặt trước và mặt sau đây. Qua lắp rồi xong rồi. Không biết là như thế nào. Đây, trên này đây đúng không, nó có cái dây vào này để nó giữ dây này. Đấy, thì mình để cái này vào đây để nó giữ dây. Đấy, hai chân này sẽ như này, cái chân này là riêng. Bây giờ cái này sẽ ốp
xuống đây nó mới xong ấy. Nó khó đẩy quá. Rồi, mình nhảy tạm mấy cái này. Nó hơi kênh lên bên này nên kẹo đó nhé. Ok rồi nha. Bẻ ra này. Đây có hai cái thì mình bẻ nó vào. Và vào còn bên này thôi. Đấy. Đây thì bẻ ngược nó lên. Độ này là cầu kỳ phết. Này vẫn được hút vào không là nó lại chạy mà là một là hút vào, hai là bỏ hẳn đi. Rồi mình thử cho đây em ok chưa? À, ok để bạn ốc lại. Hai cái bọn con rồi đây. Đây mình phải thử trước, nếu mà con chiác mà nó chết thì tí nữa mình phải thay gà con chiác. Còn chiác nó không chết thì coi như là chạy luôn. Và bây giờ sẽ cắm quần thử nhé. Tuy nhiên là khi mà cầm vào đây các bạn nhớ là đừng cầm vào phần mạch nhé. Cái này nó là nguồn một chiều nhưng mà nó không cách ly. Con nó cái này. Quay vào bạn. Quay này nhá. Cái độ này. Quay vào đây. Điều khiển theo tốc độ này. Rồi. Này gió tự nhiên này. Nó to nó nhỏ. Swing cái này. Quay rồi, ok. Bây giờ đây chế độ nó tự nhiên này. Ok. Tắt. Xong rồi bạn. Cơ bản là đã sửa xong. Vậy là như này là chạy rồi. Thì bây giờ mình chỉ lắp lại là xong thôi. Lắp lại thì các bạn nằm ngược với cả tháo ra. Nếu mà các bạn thấy hay hữu ích thì cho mình xin một like, subscribe kênh nhé. Hy vọng là cái kinh nghiệm của mình sửa thì sẽ giúp ích được cho các bạn có thể tự sửa những cái dạng như này. Thế còn về phần mạch, nếu bạn nào cần cái sơ đồ thì có thể mình sẽ gửi lại cái sơ đồ, cái cách chế đấy. Nãy mình vẽ là cũng chuẩn đấy. Rồi, xin chào các bạn. Chúc anh em thành công. Đây là thành quả mà sau khi mình đã làm xong. Chạy ngon rồi, tí nữa mình tháo cái lồng này ra để rửa vệ sinh này, cho nó quay này. Cái này con chiếc không bị chết đấy các bạn ạ. Vừa mình bẻ thì không biết là nó tốc độ này, làm mưa này, tại sao cái motor này nó quay rồi mà. Tí nữa mình sẽ xem lại cái phần quay này. Nó tự nhiên này. Hẹn giờ này. Ok, hẹn giờ chạy hết. Tắt này, bật này. Ngon lành các bạn. Rồi, xin chào các bạn.